Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát trong chuyên mục Tử Vi hàng ngày. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình xin được kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn cuộc sống của mình mỗi ngày đều tốt đẹp hơn, sức khỏe luôn dồi dào, làm ăn phát đạt, mọi sự đều thành công và suôn sẻ. Tuy nhiên thì không phải ai mong cầu cũng được như ý muốn. Trong cuộc đời sẽ có những giai đoạn gặp nhiều may mắn, làm gì cũng hanh thông thuận lợi, làm một hưởng mười, tiền bạc ùn ùn kéo về, giàu nhanh chóng mặt. Tuy nhiên thì có những giai đoạn không tránh khỏi được những khó khăn trắc trở, vận hạn đeo bám, tiểu nhân thì liên tục thảm hại, làm ăn thất bát, nợ nần ngập đầu. Và thầy Phong Thủy cũng có chỉ rõ, trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch tới đây, có những con giáp bị sao hung tinh chiếu mệnh, tiểu nhân rình rập tìm cách hãm hại, thần tài ngoảnh mặt khiến cho tài vận bị tắc, kiếm tiền gian nan vất vả, thậm chí cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, vợ chồng cũng vì kinh tế mà lục đục nặng lời to tiếng với nhau. Và để nắm bắt được vận trình tổng quan trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch và những việc cần làm để phòng tránh đại họa thì xin mời quý cô bác và anh chị hãy cùng theo dõi chi tiết trong video ngày hôm nay. Đầu tiên đó là những gia chủ tuổi Tý. Về phương diện sự nghiệp thì tháng này những gia chủ tuổi Tý gặp khá nhiều khó khăn. Con giáp này nếu đứng trên cương vị lãnh đạo hay là người đưa ra quyết sách cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động, chớ vì trò khích tướng của đối thủ mà mắc cái bẫy răng ra từ trước. Hành động bốc đồng, thiếu sự cẩn trọng, dễ dẫn đến hậu quả khôn lường. Không chỉ có lợi ích cá nhân bị ảnh hưởng mà còn có thể đẩy cả tập thể vào thế hiểm nghèo. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, tuổi Tý sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong chuyện công việc. Con giáp này dễ mắc phải sai lầm do không kiểm soát được cảm xúc của mình mà bốc đồng trong khi cần bình tĩnh. Càng là người đứng ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ cần một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần biết mình là ai, đang ở đâu và cần phải làm gì. Xem tử vi cuối tháng 5 âm lịch này thì tuổi Tý khó mà có được những điều mình mong muốn. Cả đường tình duyên tài lộc đều trang trải qua giai đoạn khó khăn. Con giáp này thì có thể sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn với người thân của mình. Đó là còn chưa kể đến việc bạn dễ nóng nảy khiến cho những người xung đột với người ngoài cũng chẳng hề ít, các mối quan hệ ngoại giao không được tốt lắm. Điềm báo tử vi cũng cho thấy những chú chuột gặp phải họa đại hao nên tiền bạc trong túi cứ thế không cánh mà bay, nhất là khi con giáp này chẳng hề có tư tưởng tiết kiệm, đề phòng cho tương lai mà kiếm được đồng nào sao ngay đồng ấy. Không phải bản mệnh không kiếm được tiền, bởi trong tháng lâm cục đế vượng thì chuyện làm ăn buôn bán hay công việc đều tiến triển tốt. Tiền về tay không ít, chỉ là con giáp này tiêu xài hoang phí quá mức mà thôi. Trong tháng 5 này, tuổi Tý bị quá nhiều chuyện làm cho phân tâm, vì thế mà việc kiếm tiền có phần bê trễ, công việc tiến triển không được tốt lắm. Điều đó càng khó để con giáp này tăng thêm thu nhập của mình. Tử vi tháng 12 của con giáp cho thấy, đường tài lộc của tuổi Tý vào tháng 5 âm lịch này không được tốt cho lắm. Không phải bạn không kiếm được tiền, bản mệnh còn kiếm được nhiều tiền, xong lại chẳng giữ được tiền trong tay. Đại hao hung tinh nhập mệnh, con giáp này dường như đang kiếm tiền quá là dễ dàng nên không mấy trân trọng công sức của mình. Bạn dễ dàng thỏa mãn bản thân bằng việc mua sắm những thứ mình thích, không quan tâm đến giá cả, chả càng chẳng cần biết mình có thực sự cần đến nó hay không. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Tý nếu không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại ra đi, có kiếm được nhiều hơn nữa cũng dễ cháy túi. Nếu biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra thì đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có biến cố gì đến với mình. Để kết quả sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, giữ vững tâm lý để phấn đấu đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh. Thứ hai, đó là người tuổi Sửu. Tử vi của tuổi Sửu cho thấy 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch xét về vận trình công danh sự nghiệp thì bản mệnh vẫn chưa tìm được hướng đột phá cho mình. Vẫn đều đều với những công việc thường ngày, nửa hài lòng với cuộc sống hiện tại, nửa muốn thay đổi nhưng còn sợ hãi thất bại. Chính vì vậy sẽ có nhiều áp lực khiến cho tuổi Sửu cảm thấy mệt mỏi và khó chịu, phần nào ảnh hưởng đến năng suất làm việc của bạn. Con giáp này dễ lơ là và thiếu tập trung, có những suy nghĩ khó có thể dự đoán được, khiến cho vận trình chuyển biến theo hướng hoàn toàn khác. Thiên hình hung tinh báo hiệu những tai họa bạn gặp phải trong thời điểm này đều có nguồn cơn do chính bản thân mà ra.
thiếu tinh thần làm việc thì tất hiệu quả công việc sẽ sụt giảm, thiếu tập trung sẽ mắc phải sai sót. Nếu như những chú trâu không muốn bao nhiêu công sức của mình phấn đấu trước đó bị đổ sông đổ bể thì cần phải tự chấn chỉnh lại bản thân mình. Đừng để bản thân cứ mãi trượt dài trong sai lầm mà không lấy lại được phong độ ban đầu. Tuy nhiên, chớ nên gắng sức làm việc quá mức mà cần phải phân bổ thời gian hợp lý. Khi cơ thể đã đến ngưỡng chịu đựng thì nên nghỉ ngơi, bởi cố làm thêm chỉ càng tăng nguy cơ sai sót về sau. Nhìn chung theo tử vi thì cuối tháng 5 này sẽ không phải là khoảng thời gian lý tưởng để tuổi Sửu tiến hành việc lớn. Một kỳ nghỉ cho bản thân và gia đình hay đơn giản là những ngày sống chậm, dành những khoảng lặng cho riêng mình sẽ là điều phù hợp hơn đối với bản mệnh. Những gia chủ tuổi Sửu là con giáp có khá nhiều điều không may mắn trong cuối tháng 5. Đỉnh điểm đó là việc tình cảm và tài chính đều bất ổn, mọi việc đều không theo ý muốn. Đó là bước vào cuối tháng 5, bạn bị vướng phải hung tinh đeo bám, dễ vướng vào thị phi và khó khăn. Những người tuổi Sửu tháng này cần phải luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo là mang trường khí tốt của nhà Phật với thiết kế là hình Phật Bà Quan Âm cùng bộ Bát Nhã Tâm Kinh là bùa hộ mệnh giúp các gia chủ luôn được tương trợ, từ đó may mắn thành công. Đồng thời, những gia chủ tuổi Sửu khi mang bên mình thì sự thu hút được công danh tài lộc, từ đó giúp cho quý anh chị thành công hơn trong cuộc sống, hóa giải những thị phi không đáng có. Thứ ba, đó là tuổi Tuất. Trong lĩnh vực sự nghiệp thì tuổi này có thể sẽ tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới hoặc do môi trường làm việc mới. Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm và lo lắng, lúc này nên có những suy nghĩ tích cực hơn, chủ động hòa nhập với mọi người và công việc. Xem tử vi tháng 5 âm lịch thì có quan đối trợ mệnh tuổi Tuất dễ dàng vượt qua được khó khăn trở ngại, băng băng tiến bước trên con đường đến thành công. Con giáp này có năng lực lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái, giao thêm cho nhiều trọng trách. Song điều đó chẳng những không khiến bạn nản lòng mà còn khiến bạn thêm vững tâm tiến bước nữa. Tuy nhiên, những người tuổi Tuất cần phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ để cảm xúc lọt vào trong công việc, nếu không bạn sẽ phải trả giá đắt, thậm chí là đánh mất vị trí mình đang có. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra. Chỉ có cách để giải quyết tốt nhất chứ không thể nào trốn tránh mãi được. Sang cuối tháng 5 âm lịch thì tài lộc của bản mệnh không có nhiều biến động, có thể sẽ phải tiếp xúc với nhiều nội dung công việc mới. Tuy nhiên, những lĩnh vực này cũng khá là hứa hẹn trong tương lai. Vận tài lộc của tuổi Tuất khởi sắc trong tháng 5 âm lịch. Xem tử vi cho thấy bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức độ đủ ăn đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình, nhưng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ, thời điểm này làm ăn thì khó bề phất lên do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Bản thân tuổi Tuất cũng có nhiều gánh nặng trên vai, có khi phải chi dùng tiền bạc cho người thân bạn bè chứ không phải là bản thân mình. Bạn cũng quý trọng tiền bạc nhưng có những chuyện không tiêu pha không được. Công danh tài lộc điềm báo nhưng lại bị ngăn cản. Để kích công danh tài lộc, những gia chủ tuổi Tuất nên mang bên mình vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Theo các nhà tử vi học thì ngoài việc cẩn thận trong cách giao tiếp hàng ngày, đề phòng những kẻ gian ác hại bạn, những người tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật với hình tượng Phật Bà Quan Âm cùng bộ Bát Nhã Tâm Kinh là chiếc bùa hộ mệnh tương trợ, giúp bạn luôn tỉnh táo, thông tuệ, sáng suốt, từ đó cân bằng cuộc sống, giúp bạn có những quyết định chính xác, hiệu quả. Đối với bản mệnh mà nói thì đó là thành công càng thêm thành công, thuận lợi càng thêm thuận lợi, không chỉ trong tháng cô hồn mà cả những tháng sau đó nữa. Thứ tư, đó là tuổi Mùi. Trong 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch, tài lộc của tuổi này không có nhiều điểm sáng. Những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót, ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Nếu đầu tư kinh doanh thì bản mệnh cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Trong tháng Quý Mùi, tử vi năm 2020 cho thấy những chú dê có nguồn thu nhập khá dồi dào. Con giáp này làm việc tốt nên dễ có cơ hội được tăng lương thăng chức trong tháng 5 âm lịch. Còn đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thời điểm này thực sự chăm chỉ làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Con giáp này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đảng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai.
những người làm công ăn lương cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập cá nhân. Còn nếu làm đầu tư kinh doanh thì bản mệnh cần phải suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định. Trong tháng cho thấy những chú dê có nguồn thu nhập khá là dồi dào, con giáp này làm việc tốt nên dễ có cơ hội được tăng lương thăng chức trong cuối tháng 5 âm lịch này. Còn đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu, thời điểm này thực sự chăm chỉ làm việc hết mình thì chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Con giáp này biết cân đối thu chi, không tiêu pha quá hoang đàng, lại luôn hướng đến cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. 5. Tuổi Dậu. Vào thời điểm tháng 5 âm lịch năm Canh Tý thì sự nghiệp của tuổi Dậu vẫn không có nhiều khởi sắc. Bên cạnh đó thì tình hình sức khỏe cũng có dấu hiệu suy giảm. Nhâm dương thủy gặp Dậu âm kim nên gọi là thương quan. Trong tháng này gia chủ tuổi Dậu cần phải cẩn trọng đường công danh sự nghiệp. Nhất là các gia chủ đang theo đường quan vận càng cần chú trọng hơn. Cần để ý các mối quan hệ xung quanh, tránh xung đột mâu thuẫn có thể ảnh hưởng tới con đường quan vận của mình. Với tuổi Dậu, tháng 5 âm lịch là thời điểm mà công việc của bạn gặp khá nhiều khó khăn. Chính vì thế mà cuộc sống càng ngày càng nhiều áp lực. Con giáp này đang có phần lơ là với việc cần làm. Chính vì lẽ đó nên dễ mắc sai lầm. Quyết định nông nổi bồng bột ở thời điểm này có thể khiến cho bạn phải trả giá khá đắt. Nhưng chỉ có thể trách bản thân chứ chẳng thể đổ lỗi cho ai. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ tìm ra hướng đi đúng đắn cho bản thân mình. Mộc dục khiến cho bạn cảm thấy bất an hay là bỏ cuộc giữa chừng, khiến con đường đi đến thành công càng ngày càng xa. Cũng may có thiên đức cát tinh ở bên nên phần nào gánh đỡ được vận xui, mang thêm may mắn tới. Hãy lắng nghe lời khuyên của người đi trước, những người có kinh nghiệm dày dặn, bạn sẽ giảm bớt những sai sót không đáng có. Theo tử vi tài lộc của tuổi Dậu năm 2020, tài chính không có nhiều biến động trong những ngày cuối tháng 5 âm lịch này. Tuy nhiên thì cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh bị tiểu nhân hãm hại, gièm pha, để lỡ một cơ hội đáng tiếc để phát triển. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần nào hào nhoáng quá mức không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân. Đó là chưa kể đến chuyện công việc của tuổi Dậu trong tháng 5 khá là bấp bênh, thu nhập không được ổn định, cứ mãi bóc ngắn cắn dài thì chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần, vay mượn khắp nơi. Con giáp này cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng, cần nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Tuy nhiên tháng này bản mệnh có thể hóa giải bằng cách mang bên mình pháp khí phong thủy, đó là vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Vòng tam hợp có trường khí của sự hòa hợp, đồng thời đây chính là pháp khí được làm bằng chất liệu gỗ huyết long hoàng gia, mang trường năng lượng tốt, giúp bản mệnh có nhiều quý nhân tương trợ, làm cho bản mệnh may mắn thành công, hóa giải được những chuyện thị phi xui xẻo mà những gia chủ tuổi Tỵ sẽ gặp phải, từ đó gia đạo yên vui, công việc hanh thông thuận lợi. 6. Tuổi Ngọ. Qua tháng 5 thì công việc của con giáp này bắt đầu sa sút, bản mệnh gặp phải đủ chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù đã cố gắng có thể đảm bảo được tiến độ công việc nhưng không được như ý. Người tuổi Ngọ ở thời điểm này vận trình sự nghiệp thăng trầm bất định, khó đạt được mục tiêu đề ra từ trước. Mặc dù được quý nhân hữu bật nâng đỡ, chỉ lối dẫn đường, những con giáp này chưa biết tận dụng hết thời cơ sẵn có. Bản mệnh có thể tìm ra được hướng phát triển phù hợp với bản thân, phát huy được năng lực, có thành công ở bước đầu. Nhưng bản chất ham vui, dễ bị lôi kéo, khiến cho những chú ngựa dễ dàng đi chệch đường ray, đánh mất những lợi thế mà mình đang sở hữu. Thiếu quyết đoán, có khi đứng trước cơ hội trời cho, bạn lại chẳng hề hay biết. Thay vì tin người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu, cuối cùng thì mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, những chú ngựa dễ mắc sai lầm, con đường công danh sự nghiệp, vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói rằng mệnh là do trời định, là do gieo nhân quả từ những kiếp trước mang lại không thể thay đổi. Vận là vận thế, nếu biết sống tốt, thiện lương thì bạn có thể thay đổi và tiến bước đến với kết quả viên mãn hạnh phúc. Và nếu bạn là con giáp may mắn bên trên thì xin được chúc mừng bạn và hãy cố gắng phát huy tài lộc công danh tình cảm của mình, có thể viên mãn hơn. Còn nếu bạn là con giáp xui xẻo trong tháng này thì cũng đừng vội buồn khổ. Vì có thể bước qua tháng này thì vận mệnh của bạn có thể xoay chuyển bất ngờ thì sao? Cuộc sống khó nói trước được điều gì?
Nên một lần nữa, tôi muốn nhắn nhủ đến quý anh chị và các bạn, cứ sống thiện lương, cố gắng không ngừng, thành công, hạnh phúc, may mắn sẽ tự khắc theo đuổi bạn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị thành công, thuận lợi trong cuộc sống. Nếu thấy video này hay thì quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh và ban biên tập của chương trình để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Chúc quý anh chị luôn may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Phong Thủy Gia Cát.